Chiều hôm nay tôi xin trình bày vắn gọn thôi, trong vòng 20 phút cái bài trình bày của tôi nha. Sáng nay chúng ta đã nói về vai trò người chồng, người cha trong một gia đình. Một gia đình bình thường như mọi gia đình khác. Nhưng mà chiều hôm nay thì chúng ta để ý đến khía cạnh là gia đình Công giáo. Thưa anh em, gia trưởng thân mến, không chỉ là người chồng, người cha của một gia đình bình thường mà anh em còn là người cha, người chồng của một gia đình Công giáo. Tôi xin gửi đến anh em một vài điểm nhấn để giúp anh em có thể chu toàn hay là thi hành một cách tốt đẹp cái vai trò này. Điểm thứ nhất là xin anh em hãy nêu gương đạo đức. Đấy là điều thiết yếu của một gia đình Công giáo. Giáo hội vẫn ví gia đình là một giáo hội thu nhỏ, một giáo hội nhỏ, một giáo hội, gia đình là một hội thánh ở tại gia, tức là tại chính gia đình của mình. Và người gia trưởng được ví như là người linh mục của cái họ đạo bé bé đó. Đó, anh em là cha bề trên, xong rồi bà xã anh em là mẹ bề trên, xong rồi là mấy đứa con đó là các đệ tử. Đấy, anh em là thành một cái giáo hội thu nhỏ nhé. Người đàn ông chúng ta đó thì giữ đạo với lý trí. Lý trí cho nên xem ra nó có vẻ như là khô, không có tình cảm như là người phụ nữ. Đấy, người phụ nữ thì dễ dàng lắm đến với cái tâm tình tôn giáo. Còn người nam chúng ta đó thì nó khô khẳng lắm. Nhưng mà cẩn thận, bởi vì thực ra không có phải là vì tính cách là người nam cho nên chúng ta giữ đạo khô khan hơn đâu. Nhưng mà nhiều khi chính chúng ta để cho cuộc đời của mình có một cái khoảng cách đối với Chúa. Ngày mai tôi sẽ trình bày một khía cạnh khác ở trong đời sống đạo của chúng ta nói chung. Cả người nam cũng như người nữ, cả người giáo dân cũng như tu sĩ hay là linh mục. Nha, mai tôi sẽ trình bày một cái đề tài khác. Nhưng mà anh em có đồng ý với tôi là chúng ta thấy đàn ông ở nhà thờ ít hơn. Ít hơn. Thứ nhất, ít hơn đàn bà. Trong nhà thờ mà lễ bao giờ thì phía đàn ông cũng ít. Nếu nhà thờ đầy đó thì phía đàn ông chừng nửa, còn phải là hơn nửa là của không những là một nửa đâu, còn qua phía bên đàn ông nữa. Nhưng mà ở chỗ quán bia, quán nhậu thì các ông mình nhiều hơn. Cái đấy là cũng thấy rõ đó nha. Thấy rõ. Có một đứa bé nó nói với mẹ nó thế này này: mẹ ơi, con mong mau lớn để được như ba. Thế mẹ nó bảo: tại sao con thích như vậy? Tại sao con lại mong là mau lớn là giống như ba, để được như ba? Thứ để được như ba để khỏi đi nhà thờ. Bởi vì là thế mà đi nhà thờ thì là ba nó cứ tình nguyện xung phong ở nhà, giữ nhà cho, để cho bà xã với lại các con đi nhà thờ. Cho nên thằng nhỏ nó bảo con thích được như ba. Đấy, cho nên xin các anh, các ông ý thức để mình làm cái gương sáng đạo đức. Thánh Giuse cũng là nêu gương cho chúng ta đấy. Chắc chắn là Ngài vẫn thường đi hội đường ngày Sa-bát. Cho nên Chúa Giê-xu như trong Kinh Thánh ghi lại rằng là theo thói quen ngày Sa-bát, Ngài vào hội đường. Đấy. Tức là ngay khi Ngài còn nhỏ, Ngài đã được Thánh Giuse hướng dẫn đi đến hội đường do Thái giáo để cầu nguyện. Cho nên nó đã hình thành một cái nếp đạo đức. Rồi sau đó đến đền thờ Jerusalem nữa. Đấy. Cho nên xin anh em noi gương Thánh Giuse về cái lòng đạo đức. Điểm thứ nhất, xin anh em đừng bỏ lễ ngày Chủ nhật. Đấy, nhiều khi chúng ta có cả ngàn lý do, ngàn lẻ một lý do để bỏ lễ ngày Chủ nhật. Và bây giờ cái xu hướng càng ngày người ta càng dễ dàng bỏ lễ ngày Chủ nhật. Cuộc sống này với nhiều cái hưởng thụ mời mọc làm cho chúng ta dễ lãng quên việc đi lễ ngày Chủ nhật. Mà nếu anh em bỏ thì vợ rồi con cái anh em cũng sẽ dễ dàng bỏ theo. Bởi vì người ta sẽ nghĩ là bố như vậy, chồng như vậy thì họ cũng sẽ dễ dàng bỏ. Việc đọc kinh gia đình cũng vậy thưa anh em. Người cha là linh mục của gia đình ở cái điểm này. Xin anh em hãy là những người điều hành cái việc giờ kinh tối ở trong gia đình.
Chúng tôi mong ở trong giáo phận Hương Hóa, mong mà vẫn chưa có đạt được anh em. Chúng tôi làm thống kê ấy, thế thì là bây giờ rất là nhiều gia đình bỏ cái thói quen đọc kinh ở gia đình. Mà cái điều này nó tuy nó nhỏ bé nhưng mà quan trọng đấy. Vì Đức Thánh Cha Pio thứ 11 có một câu nói thế này: một gia đình cầu nguyện là một gia đình hạnh phúc. Hay là nói cái khác, gia đình nào mà đạo cầu nguyện, tức là có cái nếp đạo đức trong gia đình đấy sẽ được hạnh phúc nha. Xin anh em kiểm nghiệm thêm cái đó có đúng không nhé. Một gia đình cầu nguyện là một gia đình hạnh phúc. Một cái điểm nữa cũng liên quan đến vấn đề này. Ở đây trong các gia đình Công giáo Việt Nam thì rất là ao ước có những đứa con trong gia đình của mình được Chúa chọn gọi để làm linh mục hay làm tu sĩ nam nữ. Và nói chung các gia đình đều quý trọng cái ơn thiên triều. Gia đình nào mà có con dâng cho Chúa thì được mọi người quý mến, coi như là gia đình đấy được chúc phúc. Đấy. Cho nên về vấn đề này tôi cũng xin kêu gọi quý gia trưởng anh em đây, hãy để cho con cái của mình, nếu Chúa chọn gọi nó đi vào đời tu, đời thánh hiến, thì xin anh em cũng đừng có ngăn cản. Có những trường hợp gia đình mà người cha hay người mẹ ngăn cản không cho con đi tu. Đấy. Và để đi tu được thì đứa con ấy đã phải bứt phá khỏi cái tình cảm cha con hay là mẹ con, bứt phá nó đi để rồi mới đi tu được. Đấy, đấy những trường hợp như vậy rất là đáng buồn. Nhưng mà cũng xin tránh cái cực đoan khác là ép con mình phải đi tu. Cái vấn đề này thì ở ngoài Bắc là chúng tôi thấy rõ. Cha mẹ nào có đứa con đi tu thì được người ta gọi ông cố bà cố ngay thôi, chứ không cần phải đợi khấn hay là đợi chịu chức. Mà con bắt đầu đi tu thì là người ta gọi lên, nâng lên hàng ông cố bà cố rồi. Thành thử sau đó ông bà cố này á, là vô hình vô tình là ép con đi tu. Đến khi con nó ngỏ ý là mà con thấy tu không hợp, con Chúa không chọn con đi về, thì bố mẹ là mình là mày với con, ép buộc con, thì cái đó cũng không tốt. Đó điểm thứ nhất nhé, nêu gương sáng đời sống đạo đức ở trong gia đình cho vợ và con cái. Điểm thứ hai, tôi xin trình bày vắn gọn, như sáng hôm nay đã nói đó, xin anh em gia trưởng, người chồng, người cha hãy lao động cần mẫn để nuôi gia đình trong sự liêm chính. Thánh Giuse đã sinh sống nuôi dưỡng gia đình Nazareth bằng nghề thợ mộc, và Chúa Giêsu cũng làm thợ để nuôi bản thân của mình, nuôi Đức Mẹ Maria. Cũng mong quý anh em gia trưởng chăm chỉ làm lụng bằng đôi bàn tay của mình, khối óc của mình, con tim của mình. Tôi xin nói lên cái cảm nghĩ sáng hôm nay lúc tôi ra về đó. Tôi đi dọc theo bên này và anh em, mọi anh em đều muốn bắt tay tôi. Tôi đã bắt tay tất cả anh em ở bên đường. Mà thưa anh em, chắc anh em không biết đâu, tôi khi bắt tay anh em tôi cũng có một cái cảm nghĩ giống như cái cảm nghĩ đối với cái ông hành khách cùng đi với tôi trong chuyến bay ngày hôm qua. Tôi bắt những bàn tay của anh em, tôi thấy những bàn tay chai sần, cứng, thô ráp. Thưa anh em, trong lòng tôi nó cũng trào lên một cái sự xúc động. Đây, những anh em này đã lao động vất vả đây. Đúng là du xe trong xóm nhỏ, khó nghèo, bằng cái bàn tay lao động của anh em để nuôi sống gia đình của mình. Tôi xin thưa với anh em phải lấy đó làm hãnh diện, làm vinh dự. Tổng thống Kennedy của Mỹ có một câu nói thế này: quốc gia nào cũng cần những người có đôi bàn tay đen và lương tâm trong trắng. Quốc gia nào cũng cần những người, con người có đôi bàn tay đen vì lao động, vì vất vả, không phải là một bàn tay trắng trẻo, bàn tay thô ráp, chai sần vì lao động, nhưng mà đồng thời có một lương tâm trong trắng. Chúng ta là những người cha, người chồng, gia đình Công giáo, chúng ta cũng hãy nuôi sống gia đình của mình trong sự liêm chính, không có làm cái điều bất công. Đấy. Thánh Giuse được gọi là đấng công chính bởi vì ngài không có làm một cái gì bất công. Đấy. Ở Ba Mươi Thuật này có một giáo xứ tên là giáo xứ công chính, rất là hay. Mong rằng là tất cả chúng ta cũng là những con người công chính như vậy. Hồi sáng nay tôi có nói đến cái chuyện mà ngày nay ở trong nó tràn lan ở trong đất nước của chúng ta,
đừng có nói, đừng có đổ cho người Tàu rằng là Tàu á, hoa quả, trái cây, người Tàu nó tẩm các cái thứ hóa chất để giữ cho trái cây được lâu, được đẹp, được bóng mượt. Mà chính người Việt Nam chúng ta bây giờ người ta đã xác định rõ là chính người Việt Nam làm những cái việc này. Mọi thứ trái cây, rồi rau quả, người Việt Nam mình chỉ vì cái lợi nhuận không ngần ngại để mà tẩm, mà ướp nó lên, để rồi thì mình bán được tiền. Tôi xin phân tích cái sự việc này. Một cái hành động đó thôi, nó lấp vấp vào 4 cái điều răn trong 10 điều răn của Chúa đấy anh em ơi. Có đúng không nhá? Thứ 5, chớ giết người. Bây giờ mình đang giết người đấy, chứ đang đầu độc người khác đấy bằng cái chất hóa chất đó, để từ từ là người ta bị bệnh tật. Mà bệnh bây giờ bệnh ung thư. Cách đây mấy tháng tôi có dịp được vào Sài Gòn đến cái bệnh viện ung bướu ở Gia Định. Trời ơi, như là một cái thảm cảnh vậy anh em ơi. Người đông đông như là anh em gia trưởng ở Ban Mê Thuật đang đi họ tiễn huấn ngày hôm nay này. Đông ghê gớm lắm, không còn chỗ đi lại không? Hành lang cầu thang cũng có người ngồi mà nhìn những khuôn mặt khắc khoải vì lo lắng, vì bệnh tật đó, vân vân, khổ sở lắm. Thế cho nên nếu mà người nào mà tẩm những cái thứ có hóa chất vào để làm hại người khác thì đây là mình đang vấp vào điều răn thứ 5 đấy chứ. Mình giết người, mình làm hại người. Thứ 7, chớ lấy của người. Thì đúng là cái đồng tiền mà mình bán cái thứ hoa quả đó ra đó là không lương thiện rồi, bởi vì người ta đã trả mình đúng cái tiền để mình trả lại cho họ một cái hoa quả rau trái tốt lành cơ. Tôi nghe nói có những người trồng rau thì họ để dành 2 cái luống riêng cho gia đình mình hay bà con của mình ăn, gọi là rau sạch, còn tất cả những luống khác họ bơm xịt thuốc hóa học vân vân đó. Là thế, như vậy là mình bán nó không có lương thiện. Điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Bởi vì là mình nói lẻo thôi, ô cái này rượu rau sạch đấy, cái này không có hóa chất vân vân, nhưng mà thật ra nó có trong đó. Thì nếu như vậy là cũng vấp vào điều răn thứ 8. Và thứ 10, tham của người đấy, nó cũng có dây dưa vào. Được rồi, tôi xin gợi ý như vậy. Bây giờ sang điểm thứ 3, bởi vì tôi sẽ kết thúc trong vòng 20 phút nhá, để dành thời gian cho anh em. Về vấn đề bảo vệ gia đình, đây là một gia đình Công giáo. Chính Chúa giao phó cho anh em, người vợ của mình, rồi các con của mình, sau này các cháu của mình nữa, để anh em bảo vệ nó như Thánh Giuse đã bảo vệ gia đình Nazareth. Sáng nay tôi đã nói một cách bình thường là một gia đình như vậy, người chồng, người cha là người bảo vệ. Huống gì trong gia đình Công giáo, anh em có bổn phận phải bảo vệ gia đình của mình để lo cho con cái giữ đạo tốt, giữ đức tin. Cái đức tin mình đã nhận được từ ông cha của mình, từ cha mẹ của mình, bây giờ mình chuyển lại cho con, cho cháu của mình. Đấy. Cho nên anh em biết trách nhiệm của người cha trong gia đình Công giáo đó là phải làm sao để con cái của mình giữ đạo tốt, nuôi dạy con cả phần hồn và phần xác. Chứ không phải chỉ phần xác không thôi. Nhiều người chỉ lo cho con mình ăn học cho nó giỏi, nó học, nó đậu bằng cao, nó học những cái ngành nghề này khác để nó kiếm ăn, mà không lo lắng cái phần hồn cho nó. Sau này lớn lên rồi nó lơ là đạo nghĩa thì phải nói là người cha đấy là chưa vuông tròn cái bổn phận của mình. Một cái điểm cũng quan trọng đó là khi con nó đến tuổi cập kê, tìm người để kết bạn, để lập gia đình, thì thưa anh em gia trưởng, anh em cũng có cái trách nhiệm để hướng dẫn cho con, làm sao cho con cái của mình lấy được người chồng hay người vợ tốt đẹp. Ở đây trong giáo phận này có 450.000 người Công giáo, tức là nó là một con số đáng kể lắm. So với giáo phận Hương Hóa của chúng tôi có 250.000, ở đây anh em gần gấp đôi. Cho nên cái việc mà đi tìm một người bạn đời Công giáo cho con mình không phải là khó khăn. Không phải khó khăn. Đúng là ở ngoài Hương Hóa đó, tỷ lệ của chúng tôi có 3% Công giáo trong cả giáo phận. Ít lắm. Trên tổng số 7-8 triệu của cả cái 10 tỉnh đó, chúng tôi có 7-8 triệu người dân, chúng tôi chỉ có 250.000 người Công giáo.
Cho nên nhiều khi là nó xảy đến tình trạng là đi lấy chồng lương hay là vợ ngoại đó để xin cái hôn phối khác đạo. Giáo hội vẫn cho, vẫn cho chứ không phải là bảo không cho. Nhưng mà mình nên thận trọng. Xin anh em lưu ý thế này này. Khi con mình lấy một người công giáo, mình đã phải thận trọng rồi, cũng phải xem rằng là cái nơi này có đáng, cái người này có đáng để làm con dâu hay con rể của mình không, có sẽ có xứng đáng để trở nên người bạn đời của con mình không. Đấy là nguyên người công giáo với người công giáo đấy, chứ chưa hẳn là nói gì khác. Chứ không phải là người công giáo nào cũng tốt đâu. Mình cũng phải xem xét xem cái người kia đó, cái người mà đang làm đối tượng đó, để nhập vào với gia đình của mình, trở nên con dâu, con rể của mình, nên người bạn đời của con mình, nó có phải là người công giáo đúng đắn không, tốt lành không? Đấy. Cẩn thận khi con mình kết hôn, dù là với người công giáo. Nếu chúng ta cho rằng cái đó chúng ta cẩn thận cấp 1, thì nếu nó kết hôn với một người ngoài công giáo, chúng ta phải cẩn thận gấp đôi. Gấp đôi. Bởi vì thế này này, thưa anh em, không tránh khỏi cái tình trạng là nhiều khi người ta giả vờ, giả dại qua ải. Đấy, giả vờ ngoan đạo lắm, học đạo cũng ok, gì cũng được. Nhưng mà khi lập gia đình với con mình xong là nó ca cái bài là chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ, tôi thôi nhà thờ. Đấy, có đấy. Chúng tôi ở ngoài giáo phận Nước Hóa đang đau đầu về cái chuyện này. Bởi vì người ta bây giờ nó cứ truyền nhau, thành ra là đi đến cái tình trạng này nhiều lắm. Và thưa anh em, tôi mạnh dạn để nói với anh em một điều này. Nếu lấy cái người lương, chúng ta đã phải cẩn thận gấp đôi cho con cái của mình, để giúp cho nó có thể giữ được đức tin, giữ được đời sống tốt đẹp đó. Thế thì đối với người vô thần, tôi nói là người nào đã tự xưng mình là người vô thần, không có tin Chúa, Phật, Bà hay là Thánh Thần gì hết đó, tôi xin nói thẳng, nói thật, chúng ta phải khuyên con cái của mình không lấy cái người vô thần. Bởi vì nếu họ không có một niềm tin vào Thiên Chúa hay là vào một đấng thần thánh nào, thì không còn gì để nói chuyện này. Anh em phải mạnh dạn, cái này vai trò người cha của anh em phải là cố vấn, là người hướng dẫn cho con của mình để cho nó lập một gia đình cho tốt. Cho nên xin anh em cũng cứ mạnh dạn, mình phải có lập trường, chứ không phải thế nào cũng được. Mình có lập trường. Rồi bây giờ tôi xin nói thêm một điểm nữa, cũng trong vấn đề bảo vệ gia đình. Thưa anh em, nếu anh em để ý đó, thì bây giờ ngay tại Việt Nam chúng ta đang xuất hiện những cái giáo phái, họ cũng xưng là người họ tin vào Thiên Chúa, nhưng mà họ truyền bá một cái thứ giáo lý lệch lạc và có khi lại là tai hại. Chẳng hạn Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và cái phong trào Sứ Điệp Từ Trời. Xin anh em cẩn thận, kẻo con cái của mình nó bị vấp vào cái tệ nạn này. Khi hai cái giáo phái này bây giờ nó đang bành trướng, đang hoạt động ở trên đất nước Việt Nam. Ở ngoài giáo phận Hương Hòa chúng tôi cũng có. Họ tuồn vào những cái tài liệu để nói về cái sứ điệp từ trời. Và có những người công giáo đã mê muội để mà tin vào cái sứ điệp này. Rồi bây giờ gần đây nhất là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Xin anh em tìm hiểu những cái này kỹ càng. Có các cha, ở đây cũng có Đức Cha sẽ hướng dẫn cho anh em. Cẩn thận để con cái của mình không bị vấp vào những cái phong trào, những cái giáo phái này, kẻo nó lệch lạc về đức tin. Bây giờ sang điểm thứ tư. Về giáo dục con cái, thưa anh em biết đây cũng là một trách nhiệm rất nặng nề của người cha. Có nhiều người cha, người chồng thì giao khoán cái này cho vợ. Nói thôi được rồi, tôi lo kiếm tiền ở bên ngoài, còn bà là lo dạy dỗ các con. Rồi giao phó cho giáo xứ, giao phó cho nhà trường. Tôi xin nói thẳng là chưa đủ. Nếu người cha, người chồng nào chưa quan tâm đến việc giáo dục con cái thì chưa đủ. Bởi vì đấy cũng là một cái trách nhiệm của người chồng, người cha ở trong gia đình. Ở nhà thì chồng cùng với vợ, cha cùng với mẹ chung tay hiệp nhất với nhau dạy dỗ con cái cho nó nên người, con cái về mặt nhân bản và hơn nữa về mặt con của Thiên Chúa. Ở giáo xứ chúng ta thấy rồi, ít lắm, một tuần chỉ có học giáo lý một
một tiếng đồng hồ hay là gì đấy, có một buổi lễ thế thôi. Nhưng mà chính cha mẹ cũng phải giúp cho con cái của mình lớn lên trong đức tin. Còn ở nhà trường, chúng ta thấy rồi đó, nhà trường bây giờ đây người ta chỉ dạy văn hóa chứ không dạy đạo đức, không dạy đạo làm người, càng không nói gì đến cái đạo làm con Chúa. Thì cái lỗ hổng đó phải là chính cha mẹ lấp cho đầy cho con của mình, để nó được đạo làm người, đạo làm con Chúa, cùng với cái việc học văn hóa chữ nghĩa. Giáo dục là một lĩnh vực rất hệ trọng và cao quý đấy, và nó ảnh hưởng từ nơi người cha người mẹ rất nhiều. Tôi kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, trong một bữa cơm tối của một gia đình kia, bà mẹ nấu một nồi canh chua cá lóc, khói bốc nghi ngút thơm phương phức, cả nhà hì hụp ăn. Người cha nói: trời ơi, má mày nấu cái nồi canh này tuyệt quá vời, à, ngon quá đi, chỉ thiếu một cái chuyện này. Thế là tất cả hỏi: cái gì ba, thiếu cái gì ba? Người cha nói: thiếu trái ớt, nếu có thêm trái ớt thì tuyệt vời. Thế thì thằng con nó vội vàng nó rời bàn ăn, nó chạy biến đi. Và một lát sau nó chạy về, nó đưa cho nó bố nó một nắm ớt. Bố hỏi: ở đâu con? Thằng bé nói: con nhảy qua hàng cái nhà bên hàng rào, con qua nhà bên cạnh, con bứt cây ớt của họ. Thế ông bố nói: à, thằng này ngoan thật giỏi, thằng này khá. À, thôi chết rồi, ông bố khen con như thế nữa. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì là nó lại xảy ra ở trong bối cảnh một cái nước ở Âu Châu. Một thằng bé đi học, nó phải đi xe buýt. Hôm ấy nó đi xe buýt xong rồi, người soát vé không có soát đến vé của nó. Và vì thế nó không bị mất một cái vé xe buýt. Nó về tối đến nhà, nó khoe với bố với mẹ, nó bảo: con hôm nay đi thì học, con lợi được một vé xe buýt. Bố mẹ hỏi: sao vậy con? Nó bảo là: con cầm cái vé, coi cái ông soát vé, ông có bấm lỗ, bấm cái lỗ vé cho con không mà thì không thấy ông bỏ qua, thế nên con lợi được một vé. Thằng bé tưởng được bố khen, không ngờ bố nó bảo với nó thế này: con ơi, hôm nay con đã làm một điều không tốt. Đúng ra là người soát vé quên thì con phải đưa cái vé cho ông ta, bảo: bác cái vé xe buýt của cháu đây, bác bấm cái lỗ cho cháu. Ông dạy cho nó sự liêm chính, sự thẳng thắn, trung thực, chứ ông không có đồng lõa để mà khen ngợi nó trong một cái việc làm sai trái. Anh em xem hai câu chuyện đó và biết mình sẽ ứng xử trong việc giáo dục con cái theo cái cách nào nhé. Điểm cuối cùng, thưa anh em, chúng tôi rất là mừng thấy anh em tham gia vào giới gia trưởng. Và mặc dầu lúc này đây thời tiết nóng này, công ăn việc làm bức bách anh em lắm, anh em bỏ hết để đến sinh hoạt tình huống này. Anh em đang nêu lên một cái gương rất tốt, đó là tham gia sinh hoạt chung ở trong giáo xứ. Chúng ta không giữ đạo một mình, chúng ta không sống một mình, nhưng chúng ta liên đới với nhau, chúng ta cùng nhau đến với Chúa, đến với nhau để xây dựng đời sống của chúng ta. Đó là một điều rất tốt. Tôi xin có lời khen ngợi tất cả anh em, và qua đó anh em nói lên được rằng anh em là những người chồng, những người cha, những người gia trưởng rất là tốt. Gia nhập vào các hội đoàn hay là giới gia trưởng là một điều rất tốt đẹp để anh em cùng nhau giúp nhau. Và nếu có thể được thì anh em cũng tham gia các công tác khác ở trong giáo xứ thì càng tốt hơn nữa. Và chúng ta cũng ý thức rằng là chúng ta tham gia vào các giới hay là các hội đoàn không phải chỉ là để lấy cái tiếng, nhưng chúng ta phải thật sự là đoàn kết với nhau, hiệp nhất với nhau như cái tiêu chí mà Đức Cha giáo phận của chúng ta đây đã đề ra trong cái thư mừng Kim Khánh đó, của giáo phận: hiệp nhất, sống yêu thương. Cho nên cũng mong anh em đem cái tinh thần hiệp nhất với nhau, liên kết với nhau, nên một với nhau, rồi yêu thương nhau trong các cái sinh hoạt đoàn giới của anh em như thế này, để anh em thấy rõ rằng là chúng ta liên kết với nhau chứ chúng ta không rời rạc ở trong đời sống chung, trong sinh hoạt chung của cộng đoàn giáo xứ giáo phận. Tôi xin kết thúc cái bài chia sẻ này để dành thời giờ cho anh em. Quý anh em gia trưởng, chúng ta có thể trao đổi có những cái vấn nạn, để những câu hỏi hay là những cái điều gì cần thì xin cứ cho biết, rồi
tôi cùng với các cha nữa, nếu mà có nữa thì xin các cha sẽ giúp để giải thích hay là giải đáp cho anh em.